Vitamin E có nhiều trong thực phẩm nào là thông tin hữu ích khi mẹ nghĩ đến việc bổ sung vitamin E cho con. Vitamin E là chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ, giúp trẻ duy trì làn da đẹp và đôi mắt sáng. Đồng thời, vitamin E bảo vệ trẻ nhờ việc tăng cường miễn dịch của trẻ. Do đó, vitamin E là một trong những vi chất không thể bỏ qua trong chế độ ăn của trẻ. Vai trò của vitamin E đối với sức khỏe của trẻ. Vitamin E còn có tên là tocopherol. Đây là một loại vitamin tan trong chất béo vitamin e có nhiều trong thực phẩm nào để bổ sung cho bé và vitamin e đem lại cho bé những lợi ích gì tăng cường hệ miễn dịch vitamin e có khả năng tăng cường miễn dịch cho bé thúc đẩy sản xuất các tế bào bạch cầu những tế bào này giúp trẻ chống lại và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh đồng thời vitamin e cũng bảo vệ các mô và tế bào khỏi sự tổn thương vitamin e có chức năng chống oxy hóa hạn chế các gốc tự do gây hại cho tế bào như vậy vitamin e góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ ngăn ngừa vấn đề tim mạch vitamin e có khả năng điều hòa mức độ giãn nở của mạch máu nhờ đó đảm bảo sự lưu thông máu trong cơ thể trẻ diễn ra thuận lợi vitamin e còn ngăn chặn sự hình thành các cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu lưu thông máu hài hòa và tốt đẹp giúp trẻ giảm nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch ngoài ra bổ sung đủ vitamin e còn giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch giúp làn da của trẻ khỏe đẹp vitamin e làm giảm sự phân hủy collagen đây là chất quan trọng để giúp làn da đàn hồi khỏe mạnh vitamin e còn chống lại tình trạng oxy hóa chống các gốc tự do gây hại cho da vitamin e bảo vệ da khỏi các bức xạ của tia cực tím tránh sạm da ung thư da như vậy vitamin e rất tốt cho sức khỏe và vẻ đẹp của làn da giúp bảo vệ đôi mắt trẻ sáng khỏe bổ sung đầy đủ vitamin e cho trẻ giúp trẻ giảm tình trạng khô mắt mỏi mắt đặc biệt là đối với những trẻ hay sử dụng các thiết bị điện tử vitamin e có tác dụng bảo vệ điểm vàng là điểm quan trọng đối với chức năng thị lực như vậy vitamin e bảo vệ trẻ khỏi các tật khúc xạ thường gặp như cận thị loạn thị ngoài ra vitamin e làm chậm quá trình lão hóa mắt và thủy tinh thể bảo vệ sức khỏe dài lâu của đôi mắt vitamin e có nhiều trong thực phẩm nào thích hợp cho trẻ trẻ cần được bổ sung vitamin e mỗi ngày để đảm bảo phát triển tốt và toàn diện Cha mẹ có thể dễ dàng bổ sung vitamin E cho trẻ qua các thực phẩm hàng ngày. Dưới đây là những gợi ý thực phẩm giàu vitamin E và tốt cho sức khỏe trẻ. Vitamin E có nhiều trong thực phẩm nào? Hạt hướng dương. Hạt hướng dương rất giàu vitamin E, 100g hạt hướng dương có tới khoảng 35mg vitamin E, ngoài ra hạt hướng dương có chứa chất béo thực vật tốt. Điều này giúp trẻ hấp thu tốt vitamin E trong loại hạt này hạt hướng dương còn chứa một số vi chất dinh dưỡng thiết yếu như magie, đồng, vitamin B1. Vì thế, trẻ được khuyến khích ăn hạt hướng dương như một món ăn vặt ngon và bổ dưỡng. Vitamin E có nhiều trong thực phẩm nào, hạnh nhân. Hạnh nhân cũng là một loại hạt trong danh sách thực phẩm giàu vitamin E. Giống như hạt hướng dương, hạnh nhân cũng chứa nhiều vitamin E và chất béo tốt. Trong 100 gram hạnh nhân có khoảng 25,63 mg vitamin E, ngoài ra, hạnh nhân giàu chất xơ và các vitamin, khoáng chất khác. Do đó, hạnh nhân rất tốt trong giảm nguy cơ thừa cân, béo phì, và bảo vệ sức khỏe tim mạch cho trẻ. Vitamin E có nhiều trong thực phẩm nào, quả bơ. Đây là loại trái cây tốt cho sức khỏe trẻ do chứa nhiều thành phần dinh dưỡng. Quả bơ giàu chất xơ, chất béo lành mạnh. Ngoài ra, bơ chứa nhiều vi chất như canxi, sắt, magie, đồng, vitamin A, C, E, folate. Vì vậy, quả bơ đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe trẻ. Chúng giúp trẻ có đôi mắt sáng, bảo vệ hệ tim mạch tiêu hóa, tăng sức đề kháng và tốt cho xương. Bơ còn là loại trái cây có vị thơm ngon, dễ chế biến thành nhiều món ăn thích hợp cho trẻ. Vitamin E có nhiều trong thực phẩm nào? Các loại rau. Một số loại rau cũng chứa dồi dào lượng vitamin E cần thiết cho trẻ. Cải bó xôi, măng tây, bông cải xanh là các loại rau quen thuộc và giàu vitamin E. Ngoài ra, các loại rau này cung cấp chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Chúng cũng giàu vitamin A, C, K, các vitamin nhóm B, một số khoáng chất cần thiết cho trẻ. Trẻ cần được bổ sung các loại rau xanh mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Vitamin E có nhiều trong thực phẩm nào, bí đỏ. 100 gram bí đỏ cung cấp khoảng 1,29 mg vitamin E cho trẻ. Đây là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất tốt để sử dụng cho trẻ. Ngoài lượng vitamin E dồi dào, bí đỏ còn cung cấp vitamin B, C, K, kali, đồng, sắt, mangan. Chúng còn bổ sung cho trẻ lượng lớn chất xơ, carbohydrate, protein. Bí đỏ rất tốt cho sức khỏe tim mạch của trẻ. Giúp mắt sáng, làn da khỏe đẹp, tăng sức đề kháng. Ăn nhiều bí đỏ giúp trẻ giảm các bệnh thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch và ung thư. Vitamin E có nhiều trong thực phẩm nào? Cá béo Cá béo như cá hồi, cá trích, cá tuyết là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời cho trẻ. Đồng thời, chúng giàu omega 3 là một chất béo lành mạnh. Omega 3 giúp trẻ hấp thu tốt vitamin E và vitamin E giúp phát huy tác dụng của omega 3. Đây là sự kết hợp tốt cho sức khỏe trẻ. Như vậy, ăn nhiều cá béo rất tốt cho trí não, tim mạch và thị lực trẻ, tăng khả năng miễn dịch của trẻ. Vitamin E có nhiều trong thực phẩm nào? Dầu thực vật. Dầu thực vật là nguồn bổ sung vitamin E rất thích hợp cho trẻ. Một số loại có hàm lượng vitamin E cao như dầu ô liu, dầu mè, dầu hạnh nhân, dầu hướng dương. Lượng vitamin E có trong một muỗng canh các loại dầu như sau: dầu ô liu 1,94 mg, dầu mè 6,4 mg, dầu hạnh nhân 5,3 mg, dầu hướng dương 5,6 mg. Trẻ nên được bổ sung dầu thực vật vào chế độ ăn để đáp ứng nhu cầu vitamin E. Bổ sung vitamin tổng hợp cho trẻ từ Infovit để quá trình bổ sung vitamin được hiệu quả hơn và không phải đau đầu tìm hiểu vitamin E có nhiều trong thực phẩm nào. Mẹ có thể lựa chọn các sản phẩm bổ sung vitamin tổng hợp trên thị trường. Sản phẩm Infovit mang đến nguồn vitamin dồi dào và đa dạng. Chúng bao gồm vitamin E, A, D, vitamin nhóm B, sự hấp thu đồng đều các vitamin sẽ mang tới hiệu quả tối đa trong quá trình trao đổi chất và hình thành năng lượng của cơ thể. Các vitamin sẽ bổ trợ công dụng cho nhau và kích thích hấp thu lẫn nhau ngoài ra infovit còn cung cấp nguồn đạm và khoáng chất từ dược liệu tự nhiên chúng giúp bồi bổ sức khỏe và nâng cao thể trạng đồng thời hỗ trợ tăng đề kháng cho cơ thể với trẻ nhỏ mỗi ngày uống một viên infovit là đủ cho nhu cầu vitamin của cơ thể vitamin e có nhiều trong thực phẩm nào danh sách các thực phẩm kể trên giúp bạn biết nên bổ sung vitamin e cho trẻ từ đâu mỗi lứa tuổi trẻ có nhu cầu vitamin e khác nhau Bí quyết để có thể bổ sung đủ vitamin cho trẻ là cho trẻ ăn thức ăn đa dạng và phong phú mỗi ngày. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.